trần dung những hot girl ăn chơi vui tuổi thanh xuân ở trại giam vì ma túy xin chào các bạn đang theo dõi pkt tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng ham chơi thích hưởng thụ nhiều cô gái trẻ đã phải trả một cái giá quá đắt khi đang ở độ tuổi trẻ nhất đẹp nhất của mình trong bốn bức tường nhà giam bị bắt ngay cửa khách sạn với tư tưởng thích hưởng thụ muốn có nhiều tiền ăn chơi mua sắm làm đẹp nhưng lời lao động nhiều cô gái trẻ đã phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình sau bốn bức tường trại giam vì buôn bán ma túy, thậm chí chơi hàng trắng. Đáng tiếc, trong số những cô gái ấy có người chỉ mới 17, 18 tuổi. Sinh năm 2004, Hoàng Phương Thảo quê Phú Thọ, nữ phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam thành Phong, Thanh Hóa chia sẻ. Thảo đã chấp hành án tại trại giam này được hơn 2 năm vì tội mua bán trái phép chất ma túy với mức án 2,5 năm tù. Thảo cho biết mình bị bắt khi đi giao ma túy kiếm tiền dịp Tết năm 2022. Theo lời nữ phạm nhân này, gia đình cô ở Phú Thọ, bố mẹ có trang trại chăn nuôi lớn với thu nhập tốt, nhưng học đến lớp 10 cô bỏ học giữa chừng do mải chơi. Trong thời gian ở nhà Thảo nhập quần áo từ chợ Ninh Hiệp Hà Nội, hàng gia dụng bán online kiếm thêm thu nhập. Bán được hơn một năm thì cô gái trẻ này bỏ gia đình xuống Hà Nội mở shop bán hàng. Trong thời gian này, một số chị gái xinh đẹp đến mua hàng và gạ gẫm Thảo đi chơi. Thảo kể lúc bán quần áo các chị đến mua rồi mời đi sinh nhật. Lúc đến quán hát các chị cho kẹo ma túy vào nước ngọt, mình uống mà không biết. Dần dần thành quen, các chị rủ đi giao ma túy. Các chị bảo giao ma túy dễ kiếm lời, lại nhanh có tiền mà rất nhàn nhã. Theo lời chia sẻ của Thảo, mỗi đơn giao thành công các chị sẽ chia đôi lợi nhuận trên giá trị của đơn hàng. Nếu đơn hàng đó 10 triệu Thảo sẽ được lấy 5 triệu đồng tiền công ship. Sau nhiều lần dụ dỗ gần Tết năm 2022, Thảo đồng ý giao thử một đơn hàng đầu tiên với giá trị hơn 5 triệu đồng. Nếu chót lọt, Thảo có 2,5 triệu đồng tiền ship với một quãng đường rất ngắn từ quận Hai Bà Trưng lên quận Ba Đình, Hà Nội. Thảo kể lại, em cứ nghĩ đi giao ma túy đơn giản thôi vì đã có các chị bảo kê. Hôm đó chị ấy bảo giao cho một khách hàng ở khách sạn. Chỉ cần giao lên phòng rồi cầm tiền về. Lúc vừa đến sảnh chuẩn bị bấm thang máy, Đi lên thì em bị công an đến cổng tay. Em sợ quá vì quá bất ngờ nên em hòa khóc rất to. Trên người em lúc này có 6 viên kẹo, một chỉ ke. Thời điểm này em mới 17 tuổi. Theo lời chia sẻ của nữ phạm nhân này, sau khi bị bắt 1 giờ đồng hồ thì bố mẹ biết vụ việc do công an xã gọi về. Lúc gặp em, bố mẹ giận tím người nhưng động viên em khai báo hết vụ việc, cố gắng cải tạo tốt để về với gia đình. Nhưng bố mẹ cũng không quên dặn dò, nếu còn lần sau tái phạm sẽ từ mặt em luôn. Ngày 30 tháng 4 năm 2024, Thảo sẽ chấp hành xong án phạt tù trở về nhà khi vừa tròn 20 tuổi. Khuôn mặt còn ngây thơ vẫn hồn nhiên kể lại vụ việc Thảo cho biết, mãn hạn tù sẽ đi học ngoại ngữ rồi đi xuất khẩu lao động. Lâu lâu rảnh lại rủ bạn về phòng phê. Khuôn mặt xinh đẹp cũng chấp hành án ở trại giam Thanh Phong hơn 14 tháng về tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy với mức án hơn 7 năm. Lê Thị Thu sinh năm 1990 quê Tiền Giang, chua sót kể lại con đường phạm tội của mình. Thu cho biết mình bị bắt năm 2022, sau hơn 4 năm ra Hà Nội lập nghiệp, tại một quán bar trên địa bàn phường Mỹ Đình, quận Nam Tử Liêm. Thu kể vào một buổi sáng, sau khi hết ca làm đêm tại quán bar về, bốn chị em cùng làm, ba nữ, một nam, rủ nhau về phòng trọ của mình chơi ma túy thì bị công an bắt. Theo lời kể của nữ phạm nhân này, gia đình chỉ có hai mẹ con, nhà nghèo nhưng do ham chơi nên sau khi học hết cấp 3, Thu lên Sài Gòn làm thuê. Đến năm 2018, Thu ra Hà Nội làm nhân viên quán bar. Lý do chọn Hà Nội lập nghiệp, theo Thu là để xa gia đình, thoải mái ăn chơi mà không ai biết. Tại quán bar, công việc chính của Thu là lạt bàn cho khách. Trong thời gian làm việc tại đây, cô hay được khách rủ đi chơi và cả chơi ma túy. Ban đầu chơi thấy vui, sau này muốn tránh xa nhưng không được vì nhiều cám dỗ. Cùng với đó, theo lời kể của Thu, công việc ở quán bar thu nhập tương đối tốt. Mỗi tháng thu kiếm được khoảng 30-40 đến 40 triệu đồng. Số tiền này thu gửi về cho mẹ 20 triệu, còn lại chủ yếu để phục vụ nhu mục đích cá nhân. Thu nói số tiền kiếm được, mình đã xây cho mẹ một ngôi nhà ở quê. Mình muốn làm thêm một thời gian nữa để kiếm thêm chút vốn sau này lập nghiệp thì bị công an bắt. Để vướng vào con đường này, chủ yếu do mình thích ăn chơi hưởng thụ chứ không hẳn do hoàn cảnh. Mới chấp hành được 14 tháng, nếu cải tạo tốt thì đến năm 39 tuổi Thu được ra tù. Thời gian trong trại giam Thu cho biết mình rất hối hận. Chỉ vì ham chơi mà đến giờ tài sản duy nhất cô có là an tù vì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hối hận nhưng nữ phạm nhân này cho biết để làm lại cuộc đời với một cô gái với thành tích đặc biệt này là vô cùng khó khăn. Tương lai chưa biết làm gì, hiện tại chỉ biết cố gắng. Cũng tại trại giam Thanh Phong, phạm nhân Lương Thanh Thủy sinh năm 1995, trú tại thành phố Hồ Chí Minh nhận mức án 4 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy. Thủy cho biết cũng do ham chơi, học xong cấp 3 cô ở nhà bán hoa quả và làm nghề nối mi. Đến năm 2015, vừa đủ 20 tuổi cô lập gia đình. Năm 2017 cô ly hôn. Năm 2018, cô để lại con cho mẹ đẻ nuôi rồi ra thanh hóa làm nhân viên quán hát. Làm được 3 năm, đến tháng 7 năm 2020, cô bị bắt vì tổ chức cho khách sử dụng ma túy tại phòng hát, tạm giam 9 ngày để điều tra, được tại ngoại. Thủy về lại thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2021, tiếp tục lập gia đình, sinh thêm một người con nữa. Đến đầu năm 2023, Thủy ra Thanh Hóa chấp hành án. Con thứ hai, Thủy lại tiếp tục gửi lại cho bà ngoại. Thủy kể, lúc thuê phòng cho khách để ngoại giao, tôi cũng sử dụng ma túy. Tôi sử dụng ma túy được hơn một năm, lúc bị bắt. Tôi suy nghĩ chưa chính chắn. Tôi nghĩ thuê phòng cho khách chơi ma túy chứ mình không chơi thì không vi phạm pháp luật. Trong nhà tạm giam 9 ngày, mẹ từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra bảo lãnh tại ngoại. Mẹ biết hoàn cảnh của tôi khó khăn, một mình nuôi con, mẹ không trách, nhưng khuyên tôi lỡ rồi cố gắng cải tạo. Thứ nữ mới lớn trong tù. Theo thượng úy hậu để xảy ra tình trạng này xuất phát từ việc suy nghĩ lệch lạc trong nhận thức, thiếu hiểu biết về pháp luật cũng như đua đòi bạn bè dẫn đến vi phạm pháp luật. Thượng úy hậu nói, những phạm nhân đang độ tuổi lao động rất trẻ khi phải vào trại cải tạo là tổn thất rất lớn cho nguồn lực của xã hội cho sự phát triển đất nước. Có những phạm nhân vào đây sinh năm 2005, 2006 với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều bạn nhận mức án 7 năm tù khi chưa đủ 18 tuổi. Những hoàn cảnh đó khiến chúng tôi rất băn khoăn suy nghĩ về việc chúng ta giáo dục thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên cần phải có sự đổi mới hơn. Khi phạm nhân đến trại giam thanh phong cải tạo Thượng úy Hậu cho hay, cán bộ trại giam phải giáo dục rất nhiều thứ, từ giáo dục về đạo đức, pháp luật, văn hóa đến học nghề giúp cho phạm nhân có nhận thức đúng về pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật. Thượng úy Lê Văn Hậu nói, phạm nhân vào trại giam bắt buộc phải chấp hành nghiêm kỷ luật nếp sống văn hóa trật tự trong trại giam, giúp phạm nhân rèn luyện thay đổi tính cách, từ đó hình thành nên nhận thức đúng tốt, gạn đục khơi trong, khiến cho những phạm nhân trước đây là những con người lầm đường lạc lối trở về con đường lương thiện, sau khi ra trại có nghề nghiệp ổn định, không vi phạm pháp luật. Ma túy là tội phạm của những tội phạm khác, gây ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự, kìm hãm sự phát triển, khiến xã hội phải thêm chi phí để giải quyết hậu quả. Vì vậy, theo các cán bộ trại giam Thanh Phong, mỗi người, đặc biệt là người trẻ, cần nâng cao cảnh giác trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều không nên thử ma túy, dù chỉ là một lần. Còn các bạn có suy ngẫm gì về những hot girl đang chôn vùi tuổi thanh xuân sau song sắt trại giam này hay không? Bạn muốn đây làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù một đội tiếng mỗi ngày trên VKT.